ta lên chùa nha. Nè nè, chị hai, chị ba ơi, mình mau lên chùa đi, tối nay là Giết Phật Di Đà rồi. Nhanh nhanh lên. Khi đi Phật thất ru nhau cùng đi ơi người ơi, xa xôi những nào cách trở ơi người ơi, về đây thoát cơn mê lầm, tâm hồn lần sáng ra, về đây nhiếp tâm niệm Phật cho đoạn trừ tánh ma. Tâm vui chân bước về nơi đồ tha ơi người ơi, nơi nơi như về mở hội ơi người ơi, nhìn ai cũng môi mỉm cười, mô Phật chào hỏi nhau, đẹp tươi áo lam sang người, tu hành vừa khổ đau. Xin càng chớ thấy lợi danh mà ham ơi người ơi, thân ta chỉ là giả tạm ơi người ơi, thời gian tóc xanh chẳng dần, thân phận người mỏng manh, hãy nhanh tính tâm tạc nguyện, chuyên niệm Phật giảng sanh. Phật thất rủ nhau cùng đi ơi người ơi, xa xôi những nào cách trở ơi người ơi, về đây thoát cơn mê lầm, tâm hồn lần sáng ra, về đây nhiếp tâm niệm Phật cho đoạn trừ tánh ma. Khi tu ta nhớ đừng nên ngã nghiêng ơi người ơi, siêng năng ta hằng chánh niệm ơi người ơi, lòng luôn nhớ tương đời Phật, tâm chỉ niệm thiết tha thì mong mới luôn an lạc trong bảy ngày khóa tu. Vui chi tham ái liền sao khổ đau ơi người ơi, vui câu lục tự Di Đà vui thật vui, đừng quên nghĩa ơn sâu dày của thầy hiền kính yêu, tuệ đăng sáng soi lối về đưa người vượt biển mê. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Nguyện mây hương màu này khắp cung mười phương cõi, cung dường tất cả Phật tôn pháp, các Bồ Tát vô biên chúng thanh văn và cả thầy thanh hiền. Duyên khởi đại sáng trói chùm đền vô biên cội, khắp sông các chúng sanh đều phát tâm Bồ Đề, hết một bao thân này sanh qua cõi cực lạc. Nam mô ơn cúng dường Bồ Tát. Nam mô ơn cúng dường Bồ Tát. Nam mô ơn cúng dường Bồ Tát. Ma ha tạng. Hôm nay là ngày 17 tháng 11 năm Canh Dần, là ngày lễ vía Đức Từ Phụ A Di Đà Phật. Sáng sớm tinh mơ đệ tử xuất gia cập tài gia,
cũng đối phó tiền thành tâm thọ trì độc tùng phụng tùng kinh Phật thuyết đại thừa vô lượng thọ trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác đệ tử chúng con phát bồ đề tâm niệm Phật một ngày một đêm. Đệ tử chúng con nguyện phát bồ đề tâm phóng sanh nguyện. Đệ tử chúng con nguyện đem công đức này trang nghiêm Tây Phương Phật tịnh độ. Trên đền bốn ơn nặng dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe điều phát tâm bồ đề hết một bảo thân này sanh qua cõi cực lạc. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát, Nam mô chứng minh sư Bồ Tát, Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Tạng. Sắc thân nhớ lai đềm mà trong đời không ai bằng, không sanh chẳng nghĩ bằng, nên nay con đành lệ sáng thân Phật vô tận trí huệ và cung tế tất cả pháp thường trụ, cho nên con về nương xứng ký lớn nguyện lớn cấm độ chúng quân sanh kiên bờ tận đóng khổ sanh kia nước mát vui. Con đây xa ba nghiệp và quý hy và lễ tán, nguyện cùng các chúng sanh đồng sanh nước cần lạc, nhớ tam đảnh lễ Nam mô thường tịnh quang tịnh độ A Di Đà Như Lai pháp tăng màu thanh tịnh tâm pháp giới chư Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật Liên Tòa Chứng Minh. Nam mô Quan Âm Bồ Tát Diệu Năng Thù, Nam mô Đại Đức Đại Thế Chí Bồ Tát Diệu Năng Thù Thanh Tịnh Trang Nghiêm Lùy Kiếp Tu Thiên Sư Hộ Cầu Thiên Sư Ứng Khổ Hại Thường Tác Độ Nhân Chú Phụ Thị Thứ Gia Ba Công Đức Thị Tài Thiên Chơn Tiên Tẩy Chúng Sanh Nghiệp Cấu Trần Biến Nhập Tị Lộ Hoa Tàng Giới Cả Trung Vô Sử Bất Siêu Luân Thị Bất Tẩy Thủy Diệu Cực Pháp Thân Trần Bất Nhiệm Trần Phản Tác Tự Kỷ Quyên Trự Nội Ngoại Đảng Định Đạn Tràng Sái Khô Mộc Nhi Tác Dương Xuân Khiết Ế Ban Nhi Thành Tình Đồ Sở Vị Đạo Nội Ngoại Trung Gian Vô Trược Huế Thánh Phạm U Hiện Tổng Thanh Lương Bồ Tát Nga Liệu Đầu Cam Lộ Thị Năng Linh Nhất Đích Biến Thập Phương
kinh chuyên câu ế tận quyên trừ phổ sai pháp viên tất thanh tịnh đại chúng nhất tâm niệm Phật sai tịnh cam lộ A Di Đà Phật 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 Yeah.
Sáng ngày 17 vía Đức Phật A Di Đà. Sáng hôm nay 3 giờ sáng quý vị đã dậy và 4 giờ chúng ta đã làm một cái lễ an vị Phật Tam Thánh Tôn, Di Đà, Đức Phật Di Đà, Đức Quan Âm Bồ Tát và Đức Đại Thế Chí Bồ Tát và tụng hết một bộ kinh thành tựu viên mãn. Thưa quý vị, trước khi chúng ta bắt đầu vào niệm Phật một ngày một đêm, tức là 24 tiếng đồng hồ. Trước khi khai pháp hội niệm một ngày một đêm thì chúng ta có chương trình quy y Đức Phật A Di Đà. Thưa quý vị, đến giờ đây chúng tôi kiểm tra số lượng là 1.800 người và cả hai bên đầy nghẹt hết. Vì vậy cho nên thành ra với số lượng người đông, cho nên thành ra quý vị hãy lắng nghe cho kỹ để chúng tôi hướng dẫn cái cách để cho quý vị tu tập trong 24 tiếng đồng hồ từ 9 giờ rưỡi sáng hôm nay đến 9 giờ rưỡi sáng ngày mai. Thưa quý vị, chúng ta trước khi niệm Phật một ngày một đêm thì chúng ta có chương trình lễ là quy y Đức Phật A Di Đà. Thì chúng tôi nói sơ vài phút về cái ý nghĩa quy y Đức Phật A Di Đà để cho quý vị nắm cho rõ nhân cái ngày lễ vía Đức Phật A Di Đà cho nó có ý nghĩa. Thông thường thì ở trong này một số các vị cũng có quy y Phật Pháp Tăng. Tuy nhiên á, theo cái hướng của Hòa Thượng Tịnh Không á, là quy y thẳng với Đức Phật A Di Đà, là chúng ta được một pháp danh là Diệu Âm, đó là phẩm thứ 48 á, là chúng ta khi vãng sanh về cực lạc đồng một danh hiệu là Diệu Âm Như Lai. Tuy nhiên hôm nay chúng ta chưa vãng sanh về cực lạc thì chúng ta lấy hai chữ Diệu Âm để trước pháp danh chúng ta. Nếu ai đã có pháp danh rồi là pháp danh Giác Nhàn thì Diệu Âm Giác Nhàn, là Giác Tính thì Diệu Âm Giác Tính, Nguyên Hương thì Diệu Âm Nguyên Hương, Diệu Hảo thì Diệu Âm Diệu Hảo, Thiện Đạo thì Diệu Âm Thiện Đạo, tức là để hai chữ Diệu Âm ở trước pháp danh chúng ta. Và quý vị đã quy y Phật Pháp Tăng Tam Bảo có pháp danh rồi, hôm nay quý vị quy y với Đức Phật A Di Đà nữa cũng tốt, chứ không phải hôm nay chúng tôi kêu quý vị bỏ cái quy y lúc trước đi, về đây quy y với ông thầy Giác Nhàn. Không có, không phải vậy. Mà quy y thẳng với Đức Phật A Di Đà. Quy y á, có hai phần sự và lý. Lý tức là quy y giác, chánh và tịnh. Giác đó là Phật, chánh đó là pháp, tịnh đó là tăng. Giác là không mê, chánh mà không tà, tịnh mà không nhiễm. Đó là nói về lý. Còn nói về sự là quy là quay về, y là nương tựa. Quay về đâu?
quay về cảnh giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà, quay về với Đức Phật A Di Đà. Ngoài cái giác chánh tịnh là lý tánh, còn sự tướng đó là Phật, là Đức Phật A Di Đà. Pháp tức là bộ ngũ kinh tịnh độ, hay gọi là ngũ kinh một luận, đó là luận vãng sanh. Và tịnh là tăng, tăng đó là hàng đại Bồ Tát ở cảnh giới cực lạc. Thì hôm nay chúng ta quay về cảnh giới cực lạc, quy y thẳng với Đức Phật A Di Đà với pháp danh là Diệu Âm. Và Phật đã huyền ký trong bộ kinh Vô Lượng Thọ là khi về tới cực lạc đồng một danh hiệu là Diệu Âm Như Lai. Nhưng chúng ta chưa về tới cực lạc thì chúng ta lấy hai chữ Diệu Âm để kết duyên với liên thai. Khi chúng ta về cực lạc là chúng ta hóa sanh trong hoa sen, hoa nở thấy Phật ngộ vô sanh, Bồ Tát bắt thối là bạn lữ. Đó. Vì vậy cho nên hôm nay á, chúng ta về quy y với Đức Phật A Di Đà, quy y với Pháp và quy y với Tăng. Quy y với Phật là chúng ta trung thành với pháp môn tịnh độ, lão thật niệm Phật một đời nguyện vãng sanh cực lạc. Quay về cảnh giới cực lạc là cảnh giới thuần vui không khổ, là cảnh giới đó vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức, và cái gì cũng vô lượng hết. Và ở trong cõi Ta Bà là cái gì cũng hữu lượng, thọ mạng cũng hữu lượng, công đức cũng hữu lượng. Vì vậy cho nên chúng ta quay về cảnh giới cực lạc, quy y với Đức Phật A Di Đà. Mình làm con của Đức Phật A Di Đà, làm dân của cảnh giới cực lạc. Thì hôm nay á, chúng ta làm dân cảnh giới cực lạc thì cái ngày lễ vía của Phật Di Đà, toàn thể quý vị đều á quy y, tức là quay trở về nơi giác chánh tịnh của chúng ta, và quay trở về sự tướng, đó là quay về cảnh giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà, để chúng ta nương nơi Pháp là nương nơi ngũ kinh tịnh độ. Hòa Thượng Tịnh Không nói năm kinh một luận, quý vị có thể chọn một bộ trong năm bộ đó. Thì Hòa Thượng Tịnh Không chọn bộ kinh là Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác, mà có nhiều tác giả dịch, mà dịch giả, nhiều dịch giả dịch, mà dịch giả mà dịch chúng tôi ưng ý nhất đó là, và thích thú nhất đó là Hòa Thượng Đức Niệm. Ngài đã tịch và Ngài đã vãng sanh có xá lợi. Chúng tôi lấy cái bộ kinh này để cho quý vị tụng, mà sáng hôm nay quý vị đã tụng hết một bộ kinh Vô Lượng Thọ. Chúng tôi sẽ làm hai đĩa CD tặng cho quý vị. Quý vị đem về nhà để lên trên bàn Phật, để cái tivi trên bàn Phật sáng, quý vị lên ấn nút một cái là ngồi, chúng ta sẽ tụng theo với đạo tràng. Đó. Vì vậy hôm nay trước khi quy y chúng tôi cũng nói rõ như vậy, chứ để quý vị về quý vị kêu hôm nay con quy y theo thầy mới rồi, hỏi ai? Thầy Giác Ngàn á, ổng cho con Diệu Âm, con là đệ tử ổng. Không phải nha, không phải là Diệu Âm đệ tử ông thầy Giác Ngàn, mà Giác Ngàn cũng Diệu Âm, quý vị cũng Diệu Âm, Giác Ngàn quý vị là đồng tu, thì như vậy là mình đều đệ tử Đức Phật A Di Đà, đúng không quý vị? Đúng. Vì vậy á, sáng hôm nay á, trước khi quy y chúng tôi nói sơ lược để quý vị hiểu rõ, mà chúng tôi có giảng về quy y á, Tam Bảo á, trong một cái đĩa rồi. Khi nào thuận tiện á, chúng tôi tặng để cho quý vị nghe rõ hơn. Vì thời gian hôm nay không có nhiều, chúng tôi không có nói nhiều, để dành thời gian lại để chúng ta niệm Phật. Và chương trình niệm Phật sáng hôm nay bắt đầu chúng ta sẽ niệm Phật cho đến 9:30, bởi vì thời gian rất là ngắn, cả 24 tiếng đồng hồ, mà khi quý vị mình niệm mà vô định được rồi thấy rất là mong. Vì vậy cho nên thời gian á nó rất là ít. Tuy rằng 24 tiếng đồng hồ là nhiều nhưng rất là ít. Quý vị đã bỏ công sức từ ở Sài Gòn nè, từ ở mũi Cà Mau nè, từ ở Hà Nội nè, từ ở các nơi mà tối hôm qua quý vị đã về đây rồi. Bao nhiêu á, bao nhiêu công sức của mình về đây. Vì vậy cho nên thành ra khi quý vị dùng cơm xong, quý vị phải vào liền để những người khác phía bên này người ta ra dùng cơm. Thì khoảng 1 giờ là đạo tràng ổn định, chúng ta sẽ niệm đến 4 giờ chiều, cũng một nửa ra dùng cơm và một nửa ở lại trong này. 5 giờ thì một nửa ra bên ngoài, nửa phần thứ hai á, ra bên ngoài dùng cơm đến 6 giờ. Thì 7 giờ là đạo tràng ổn định, chúng ta niệm đến 9 giờ. 9 giờ thì có khoảng gần 20 tăng ni ở Vĩnh Long á, các vị mới lên hồi đêm suốt đêm, bây giờ các vị nghỉ rồi,
ở trên thất á, tối hôm nay các vị 9 giờ sẽ xuống rước lễ vía Đức Phật A Di Đà. Rước lễ vía Đức Phật A Di Đà nghĩa là lúc đó chúng tôi á sẽ cúng dường cho chư tôn đức tăng ni cây đèn. Cây đèn đó tượng trưng cho trí tuệ. Ánh sáng là tượng trưng cho trí tuệ và hai ly nước đó là tượng trưng cho từ bi. Từ bi và trí tuệ. Nếu có từ bi mà không có trí tuệ thì không thể thành tựu được, mà nếu có trí tuệ mà không có từ bi cũng không được. Vì vậy đêm hôm nay á, chúng tôi muốn thắp sáng một ngọn đèn trí tuệ, là trao cho quý vị á, mỗi người mỗi cái đèn, mà đèn đó là bằng hoa sen. Và chúng ta cầm đèn như vậy á, để cúng dường, và mỗi người chúng tôi tặng cho một cái hoa sen, đó là tượng trưng cho nhân ngày lễ vía Di Đà. Mình có một cái hoa sen hồi hướng về cực lạc, và hoa sen này không sớm thì mượn, không trước thì sau, chúng ta sẽ về ngồi trên đài sen ở cảnh giới cực lạc. Quý vị chịu không ạ? Cái hoa sen nó sáng 6 màu. Và thưa quý vị, thì như vậy hôm nay chúng ta sẽ liên tục niệm Phật không gián đoạn, không gián đoạn tiếng niệm Phật. Cố gắng chiều hôm nay ăn một hộp cơm nhỏ nhỏ, tối nó đói là vừa, mà cái đói này nó dễ chịu hơn là buồn ngủ. Chúng tôi xin thưa quý vị là cái đói nó sẽ dễ chịu hơn buồn ngủ. Buồn ngủ khó chịu lắm à, nó qua cơn đói đó rồi là quý vị sẽ tỉnh. Chúng tôi mong làm sao gần 2.000 người này, làm sao giống như lễ vía Quan Âm là lạy được hết 500 lạy. Và chúng tôi gặp người nào người đó cũng kêu con không ngủ một chút nào hết. Tối hôm nay quyết định quý vị tăng ni và Phật tử thức trọn đêm nay đón lễ vía Đức Phật Di Đà. Vậy cho nên quý vị hết sức là hoan hỷ. Và cái đạo tràng lớn như vậy vẫn là chật, lớn như thế nào nữa cũng vẫn là chật hết cả, là bởi vì cõi ta bà mình nó là hạn lượng, nó không có vô lượng được. Về cực lạc mới gọi là vô lượng. Thì thôi hôm nay Nhất Nhàn có vài lời chia sẻ cùng quý vị, để trước khi chúng ta quy y Đức Phật Di Đà và chúng ta vào để niệm Phật. Giờ đây xin mời toàn thể quý vị chúng ta quỳ lên để làm lễ quy y Đức Phật Di Đà. A Xà Lê Tổ niệm, A Xà Lê Tổ niệm, con đệ tử Diệu Âm, con đệ tử Diệu Âm, kể từ hôm nay, kể từ hôm nay, thân mạng còn sống, thân mạng còn sống, cũng như đã qua đời, cũng như đã qua đời, xin quy y Đức Phật A Di Đà, xin quy y Đức Phật A Di Đà, niệm túc trung tôn, niệm túc trung tôn, xin quy y Pháp, ly dục chúng con, xin quy y tăng, chúng 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 con. Quy mang về A Di Đà Phật, ở phương Tây thế giới an lành, con nay xin phát nguyện vãng sanh. Yeah.
A di đà Phật, A di đà Phật.
Thank you.
sanh về tịnh độ. Niệm Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch chư tôn đức chư ni. Kính thưa toàn thể chư vị đồng tu. À, 9 giờ hôm qua chúng ta đã vào khai mở chương trình cộng tu niệm Phật một đêm. Đến 9 giờ sáng hôm nay là ngày 18 tháng 7 năm Canh Dần 2010. Quý vị đã phát Bồ Đề Tâm niệm Phật xuyên suốt 24 tiếng đồng hồ, tiếng niệm Phật không gián đoạn, đến giờ đã thành tựu viên mãn. Và một sự mầu nhiệm là pháp hội chúng ta đợt này tương đối số lượng người khá đông hơn là năm trước, và chúng ta đã phát tâm niệm Phật A Di Đà theo như trong kinh A Di Đà có nói, một ngày đến bảy ngày chúng ta đã niệm được một ngày thành tựu viên mãn. Quý vị hoan hỷ. Không những quý vị hoan hỷ mà mười phương ba đời chư Phật nói chung và tất cả các vị hàng thánh chúng Bồ Tát ở cảnh giới cực lạc cũng hoan hỷ, Đức Phật A Di Đà cũng hoan hỷ, và Đức Quan Âm Bồ Tát, Đức Đại Thế Chí Bồ Tát nhân ngày làm lễ an vị Tam Thánh Tôn, ba pho tượng trước pháp hội chúng ta. Chúng ta đem công đức niệm Phật này để hồi hướng về tới Tây Phương Cực Lạc, để khi chúng ta về Tây Phương Cực Lạc, chúng ta hóa sanh trong hoa sen. Và khi hoa nở thấy Phật, ngộ được tánh vô sanh, tức là chúng ta không còn sanh tử luân hồi nữa. Và khi ngộ tánh vô sanh ở cảnh giới cực lạc thì có Đức Phật A Di Đà kiểm chứng. Quý vị muốn chấm dứt sanh tử thì không còn sanh nữa, thì không có già bệnh và chết. Muốn không còn già bệnh chết nữa phải đạt được vô sanh. Muốn đạt vô sanh thì phải niệm cái nhân vô sanh. Nhân nào vô sanh? Nhân A-di-đà Phật là nhân vô sanh. Nhân A-di-đà Phật là quả địa của Pháp Tạng Tỳ Kheo tu thành Phật với danh hiệu là A-di-đà Phật ở cảnh giới cực lạc cách đây 10 muôn ức cõi. Trong kinh A-di-đà nói rằng cách đây 10 muôn ức cõi có một cái cảnh giới cực lạc là cảnh giới thuần vui không khổ. Và cảnh giới này á, do Đức Phật A Di Đà đã tạo nên và hình thành rồi, và Ngài đang thuyết pháp ở bên đó, và Ngài đã thành Phật 10 kiếp. Ai muốn về cảnh giới cực lạc, Ngài nói rằng niệm Phật một ngày đến 2 ngày, hoặc 3 ngày, hoặc 4 ngày, hoặc 5 ngày, hoặc 6 ngày, hoặc 7 ngày. Thì hôm nay chúng ta niệm được mới có một ngày thôi. Nếu ai mà niệm 7 ngày không ngủ nhất tâm bất loạn thì Phật A Di Đà sẽ xuống liền. Và tối giờ các ai thấy Phật chưa? Chúng tôi thấy Xá Lợi Lưỡi. Tối chúng tôi đi xuống thấy có một cô ngồi ở góc đó, con ngủ mà con ngáy khò khò, con hả miệng con ngáy, thấy rất là tội, ngồi tại chỗ rồi nằm xuống tại đó luôn. Mà ước chừng bà cụ đó khoảng 70-80. Chúng tôi cảm động rơi nước mắt.
Vì sao lại có những người lại có cái thiện căn phước đức nhân duyên, có tín tâm với Đức Phật A Di Đà và có cái niềm tin với cảnh giới Cực Lạc, và liên tục như vậy á niệm Phật trong 24 tiếng đồng hồ. Sáng hôm nay, khuya hôm nay 12 giờ chúng tôi ra coi như là tắt tiếng, niệm không được nữa. Chúng tôi nghĩ sáng hôm nay á là chúng tôi không thể nào hồi hướng được và không giảng được vì tắt tiếng à. Thế mà không biết sao rồi Phật gia hộ tự nhiên tiếng bây giờ nó trong lại. Phải Phật gia hộ quý vị. Và chúng tôi á thực sự mà nói, đây là lần đầu tiên mà chúng tôi á tổ chức một cái chương trình pháp hội, cái số lượng người quá đông, vừa lạy Phật, vừa lạy Phật mà vừa tổ chức để cho quý vị ăn, để cho quý vị ngủ, để cho quý vị sắp xếp chương trình như thế nào á, chúng tôi nói không phải một mình chúng tôi làm được, nhờ chư tôn đức tăng ni, nhờ tất cả chư vị đồng tu ở đây và các chú ở đây, hơn nữa là nhờ sự gia trì của mười phương chư Phật cũng như Đức Phật A Di Đà. Hôm nay xong rồi, chúng tôi trong lòng mừng vô hạn. Chỉ có Phật cùng Phật mới thấy được cái công đức vi diệu tu một ngày một đêm ở cõi Ta Bà bằng làm lành trăm năm ở cõi Cực Lạc. Kinh nào nói cái gì? Kinh Vô Lượng Thọ. Hôm nay chúng tôi vẫn biết chư tôn đức tăng ni và quý Phật tử mong niệm Phật xong hồi hướng quý vị ra về. Chúng tôi xin quý vị vài phút nói lên cái đoạn kinh A Di Đà để cho quý vị thấy được cái ý nghĩa mà mình niệm Phật một ngày cho đến bảy ngày, hoặc một ngày hoặc hai ngày, có thể một ngày có thể hai ngày, và nói lên những cái sự cảm xúc vui mừng của chúng tôi và của tất cả chư vị đồng tu. Rất cảm niệm, cảm tạ cái tấm lòng của quý vị ở tất cả các tỉnh trên đất nước Việt Nam, từ mũi Cà Mau mà mũi Cà Mau nó xa hơn mấy chục cây số, và ở ngoài Hà Nội, ngoài Bắc cũng vào đây để cộng tu. Chúng tôi hết sức cảm tạ tấm lòng của quý vị. Nếu không có quý vị thì chúng tôi không thể nào tổ chức được. Vì vậy hôm nay quý vị nán lại vài phút để nghe cái đoạn kinh A Di Đà mà chính nơi kim ngôn ngọc ngữ của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói tại kỳ viên tịnh xá, mà chúng tôi qua Ấn Độ có tới tại kỳ viên tịnh xá này ngồi tụng hết cái bộ kinh A Di Đà. Và nơi đó thiệt là linh thiêng, có một cái giếng nước thiệt là linh thiêng. Và hôm nay chúng tôi đọc cho quý vị nghe cái đoạn kinh mà chúng ta áp dụng một ngày một đêm nhân ngày lễ vía Đức Phật A Di Đà, để quý vị thấy được cái giá trị mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khuyên chúng ta niệm một ngày đến bảy ngày. Cái giá trị như thế nào, quý vị lắng nghe kỹ nghe. Xá lợi Phật bất khả dĩ, thiểu thiện căn phúc đức nhân duyên đắc sanh bị quốc xá lợi Phật. Nhược hữu thiện nam tử thiện nữ nhân, thiết văn thiết A Di Đà Phật chấp trì danh hiệu, nhược nhất nhật, nhược nhị nhật, nhược tam nhật, nhược tứ nhật, nhược ngũ nhật, nhược lục nhật, nhược thất nhật, nhất tâm bất loạn kỳ nhân lâm mạng trung thời A Di Đà giữ chư, A Di Đà Phật giữ chư thánh chúng hiện tại kỳ tiền thị nhân trung thời, tâm bất điên đảo tức đắc vãng sanh A Di Đà Phật Cực Lạc quốc độ. Nguyên văn, nguyên hán văn ở trong kinh A Di Đà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói tại kỳ viên tịnh xá. Chúng tôi đọc nguyên văn, học đọc cái việc văn quý vị nghe. Xá lợi Phật ơi, chẳng khá thể nào lấy ít thiện căn phúc đức nhân duyên mà được sanh bên nước kia đâu. Xá lợi Phật, nếu có thiện nam
hay thiện nữ mà được nghe nói Phật A Di Đà rồi nhớ ngay lấy danh hiệu của ngài niệm trong một ngày, hai hay là hai ngày, hay là ba ngày, hay là bốn ngày, hay là năm ngày, sáu ngày, bảy ngày, niệm kỳ cho thành một người nhất tâm không còn loạn tưởng, thế là người ấy khi nào lâm chung Phật A Di Đà cùng chư thánh chúng hiện ra trước mắt, người ấy lúc chết tâm không điên đảo, tức là được sinh sang nước Cực Lạc Phật A Di Đà. Nếu quý vị niệm một ngày, hai ngày, ba ngày, hoặc bốn ngày, hoặc năm ngày, hoặc sáu ngày, hoặc bảy ngày mà được nhất tâm bất loạn, thì lúc lâm chung Đức Phật A Di Đà sẽ xuống đưa quý vị về Cực Lạc. Không những một ngày mà chỉ cần một niệm, nhất cú Di Đà vô bị niệm, bất lao đàn chỉ đáo liên trì. Một niệm Di Đà không niệm khác, khẩy tay chẳng nhọc đến liên trì. Nhớ là một niệm Di Đà không còn niệm phiền não, không còn niệm thế gian pháp, cũng như xuất thế gian pháp. Ý muốn nói rằng lúc đó chúng ta không còn niệm là trì chú, hay là tụng kinh, hay là niệm một cái gì khác, chỉ còn rồng một danh hiệu A-di-đà Phật, gọi là nhất cú Di-đà vô biệt niệm. Vô biệt niệm tức là không còn niệm khác, thì khẩy tay chẳng nhọc đến liên trì. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni á, nói cái đoạn, nói cái kinh A-di-đà là kinh vô vấn tự thiết Xá Lợi Phất ơi, nghĩa là ngài Xá Lợi Phất không thấy được cảnh giới Cực Lạc. Trí tuệ đệ nhất là hàng trưởng tử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mà không thấy được cảnh giới Cực Lạc, vì chưa đắc được Phật nhãn, không thấy được cảnh giới Cực Lạc cho nên không thể nào hỏi được. Vì vậy cho nên mới nói: này Xá Lợi Phất ơi, ta nói cho ngươi nghe, cách đây 10 muôn ức cõi có cảnh giới Cực Lạc. Xá Lợi Phất: dạ vâng, dạ vâng. Chỉ biết dạ vâng và nghe, không hỏi được. Cho nên kinh này gọi là kinh vô vấn tự thiết, không hỏi mà Phật tự nói, bởi vì không thể nào thấy được cảnh giới của Phật A-di-đà, cho nên không thể hỏi được. Vậy mà chúng ta dám nói cảnh giới Cực Lạc không có, đó là cảnh giới ngụ ngôn, là Phật ví dụ. Ví dụ cho chân tâm, ví dụ cho tự tánh Di Đà, Di Tâm Tịnh Độ. Không phải vậy đâu quý vị. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là nói sự lý viên dung, tánh tướng dung nhiếp. Sự là có cảnh giới Cực Lạc, sự là có Đức Phật A Di Đà, sự là có hàng thánh chúng. Sự đó là cảnh giới mà thành tựu viên mãn do công đức của Pháp Tạng Tỳ Kheo đã tu thành tựu, do cái nguyện lực của Phật A Di Đà đã thành tựu được cảnh giới Cực Lạc bên đó. Chứ không phải là nói là lý là có tự tánh Di Đà mà bác đi cảnh giới Cực Lạc sự tướng bên ngoài. Ai mà nói rằng chỉ có tự tánh Di Đà, Di Tâm Tịnh Độ, không có sự tướng là Đức Phật A Di Đà và sự tướng đó là cảnh giới Cực Lạc, người này chấp lý bỏ sự. Mà Phật không bao giờ nói lý mà bỏ sự, nói sự mà bỏ lý, sự lý viên dung, tánh tướng dung nhất. Khi quý vị đọc cuốn kinh A Di Đà yếu giải, Ngẫu Ích Đại Sư Tuệ Nhuận dịch bên Tịnh Tông Ấn Tống kinh A Di Đà yếu giải, Hòa Thượng Tịnh Không đi vào Tịnh Độ bằng cái bộ kinh A Di Đà yếu giải. Ngài đạo xước giảng trên 300 lần một bộ kinh A Di Đà. Hồi trước là các vị đó là chuyên tu không? Chuyên tu một bộ, một kinh thông thì tất cả kinh thông. Kinh A Di Đà là một kinh mà dành cho hàng A-la-hán mà không hiểu nổi luôn. Vậy mà chúng ta nói kinh A Di Đà thấp lắm. Mới vô tu chỉ có nghiên cứu kinh A Di Đà thôi, vài bữa nghiên cứu kinh khác cao hơn. Kinh này dành cho hàng thấp, để dành cho cầu siêu đám ma. Đâu phải. Kinh này đâu phải mang ra tụng cho người đám ma chết đâu.
Quý vị có nghe nói kinh Di Đà là cầu siêu một phổ môn cầu an không? Kinh này là cả cầu an cả siêu. An tức là gì? Là tụng kinh này không những tụng cả bộ kinh mà chỉ niệm bốn chữ A Di Đà Phật là đại an. Vì trong câu A Di Đà Phật là có đại công đức, vô lượng công đức trong đó. Và an đến khi nào? An tức là về tới cực lạc là bình an vô sự, không còn phải khổ đau nữa. Cảnh giới này là cảnh giới đối đãi giàu rồi nghèo, khổ rồi sướng, được rồi mất, sống rồi chết. Còn cảnh giới cực lạc không có, không có trường hợp này. Bình đẳng nhất như, không ai nghèo, không ai giàu, và không còn chết vì đã được vô sanh. Không còn chết vì được vô sanh. Vô sanh ở đâu? Ở ngay nơi cái hoa sen mà chúng ta phát nguyện về cực lạc. Hôm qua toàn thể đại chúng phát nguyện là con nguyện quy y Đức Phật A Di Đà. Quy tức là quay về, y tức là nương tựa Đức Phật A Di Đà và nương tựa cảnh giới cực lạc. Thì bên đó đã có hoa sen rồi. Hồi tối chúng tôi đưa quý vị cái hoa sen đó là có hoa sen tượng trưng. Hoa sen đó là hoa sen tượng trưng, mà hoa sen đó không phải là hoa sen thiệt, nó là biểu trưng. Mà hoa sen thiệt là hoa sen ở miền cực lạc, hoa vẫn nở ở miền cực lạc chờ đón chúng ta đến. Và ngài Xá Lợi Phất ở bên nước kia, ông biết rằng á, nếu có người nào nhớ đến danh hiệu, tức là nói đến trì danh niệm Phật, trong kinh A Di Đà cũng nói đến trì danh niệm Phật, trong kinh gì Quán Vô Lượng Thọ nói 16 phép quán cho Bà Vi Đề Hy, cuối cùng cũng nói đến trì danh niệm Phật. Mà cao thanh trì danh và kinh Vô Lượng Thọ Phật Thiết cũng nói về trì danh. Vì vậy cho nên Hòa Thượng Tịnh Không mới nói là trì danh bằng với thật tướng. Mà hôm nay á, cái hướng của Hòa Thượng Tịnh Không á, là không phải kim cang trì, mà phải miệng niệm tai nghe tâm nhớ tưởng thân đảnh lễ. Chư Tổ dạy ba điều: miệng niệm tai nghe tâm nhớ tưởng. Chúng tôi nói hôm nay phải thân đảnh lễ nữa là nó mới đủ bộ. Đủ bộ luôn. Chúng tôi nói nếu mà không có cái cách đảnh lễ đó nghe, 12 giờ kia chúng tôi qua thấy là quý vị ngất ngơ con tàu, ngất ngơ con tàu ấy nghe. Có cái cô đó cô nằm cái bịch xuống luôn. Tội nghiệp. Mà ngồi chỉ trong vòng 5 phút, 10 phút là ngủ. Dễ sợ. Vậy mà đảnh lễ không ngủ, nhờ cái cách mà cao thanh đảnh lễ trì danh nó mới duy trì được. Còn nếu quý vị đi kinh hành, hồi hôm mới đi chỉ có 2 vòng mà rung chân rung tay, vừa là lạnh vừa là cầm cái hoa sen, rung chân rung tay. Vậy mà lạy, lạy bao nhiêu cũng được, có khi lạy 2 tiếng. Hôm nay Phật tử nói thầy, về đây thầy có tổ chức cho lạy 500 danh hiệu Đức Phật A Di Đà không? Chúng tôi nói còn lạy hơn 500 danh hiệu. Hơn 500 không? Chắc chắn là hơn 500. Hơn 500 hồi nào mà không biết. Hơn 500 lạy hồi nào mà không biết. Hay thiệt nha. Chứng tam muội hồi nào mà không hay. Bằng phương pháp gì? Trì danh niệm Phật. Trì danh niệm Phật nó bằng với thật tướng niệm Phật. Cái nhân địa là đơn giản, cái nhân địa quá đơn giản, quá dễ thực hành, mà cái thành quả nó thành tựu quá là vi diệu. Thành quả như thế nào? Nhân địa như thế nào? Nhân địa là niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Người mù, người dốt, người đuôi, người què, người mẻ, người sức, người hô, người súng đều niệm được hết. Đúng không? Trừ trường hợp mất trí là hết duyên à. Trừ trường hợp mất trí là thiếu duyên. Tất cả mọi tầng lớp, sang hèn, giàu nghèo, tăng ni cũng như Phật tử, thượng căn, trung căn, hạ căn đều niệm được hết. Cho nên cái này là cái nhân địa đơn giản, dễ dàng. Mà khi mình tu cái nhân địa đơn giản dễ dàng này mà thành tựu được, mình chỉ cho người ta nó cũng dễ chỉ hơn. Phải không ạ? Còn mình vô định niệm bằng ý, không niệm mà tự niệm, thì đây là dành cho căn cơ cao. Khi mình chỉ cho những bà già trầu do không vô nổi. Nhưng mà cứ A Di Đà Phật ra tiếng, A Di Đà Phật ra tiếng, miệng niệm tai nghe tâm nhớ tưởng, lâu ngày tạo thành năng lượng, thì mình chỉ ai dùng cũng được hết.
Bởi vì cái danh hiệu mình dùng cái phương cách, cái phương pháp gọn nhẹ đơn giản chừng nào, gọn nhẹ đơn giản chừng nào thì mình chỉ cho những người khác tu á, nó lợi thế chừng đó, nó dễ chừng đó. Mà thành quả quá cao là chỉ trong một đời. Có nhiều người không tin.